Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chơi tựa game Call of Duty Ghost. Khoan, để các bạn mình học mình hiểu đã. Chào hỏi từ đã. Keegan, Logan, I'm tasking you with this. Clear us away to that factory. Roger that. We're gonna add one more ship to the graveyard. Bây giờ là mục tiêu của mình, bây giờ là mình phá hủy cái tàu chiến nè. Tàu chiến dài 16 feet hả? 16 feet là bao nhiêu mét đây? Sao mỗi lần mình để ý nha, mỗi lần mình bơi là mình cầm mấy khẩu súng phèn phèn ỉa luôn á. Súng gì mà nhìn chán vậy? Ồ, lặn dưới san hô luôn nè. Ok, lặn đi lặn thôi, sợ dài. À, mình nói thật với các bạn, mình sợ, mình biết bơi nhưng mà mình kiểu mình sợ đại dương á. Kiểu không biết nó ở gì ở dưới rồi không biết cái gì nó sẽ bay lên. Cái gì cuối cùng không biết cái gì sẽ bay lên cắn mình, má vừa lời. Cá mập hả? Má Nam Mô Di Đà Phật thiệt, trời ơi, cá mập, má né con ra, Con không có tí mỡ, tí thịt gì đâu. U là trời. Cái chỗ này cái chỗ gì mà nó thùng hàng từng như có hình như có tàu đắm ở đây hay sao á. Hình như đã từng có tàu đắm ở đây hay sao á. Sona là mìn đó hả? Mìn dưới nước hả, phải không? Hay là sóng âm ta? Ok, mấy cái này là thuyền à. Giờ giết hả ta? Giết tụi này không? Không giết. Đi cẩn thận thôi chứ không có giết. Không, chắc giết tụi này. Ngoài đâu, đủ mất còn chỗ này nữa hả, không thấy. Trời ơi, giờ mình cứ tưởng là chỉ có dưới thôi. Trời ơi, không để ý trên kia thấy. Tưởng chỗ nó chỉ có ở hai đứa này dưới đây thôi. Đâu biết đâu. Là sao? Ok, nice work. Mấy chó, mấy cái dạ quang hả? Cái Nemo đúng không? Space để... Space làm cái gì? Khoan. Chui vô đây rồi mới space được. Slow down. Má, tàu ngầm mini hả? Má, nó giống... Nó cái gì trực thăng ấy nhờ. Chui được không? Không cho chui. Wow. Có tàu ngầm mini hả ta? Sao mình không biết ta? Mình tưởng chứ có cái tàu ngầm cỡ lớn không à. À, có. Trời, quên, có. Nhớ rồi, trong tiềm thức mình nhớ ra rồi. Mấy kia là cái gì vậy? Rồi ăn cứt rồi, tụi nó ở khắp mọi nơi luôn. Hình như phải cầm súng này để bắn dưới nước thì phải. Nhưng mấy khẩu hiện đại quá, có điện tử nên xuống nước không được. Không mạnh không, đâu cầm holo đâu. Weapon free. Còn một thằng nữa. Easy. Giờ mới để ý nó sao không có cái nhắm ở giữa ta, không có hồng tâm ở giữa ta. Phải dùng cái này mà không dùng cái hồng tâm ở giữa ta. Tụi nó đang trục vớt cái gì nè. Mình có gấp đôi thời gian luôn hả?
Này nữa đây anh Keegan. Kì kì kì, cái tàu ngầm kìa. Má ước gì chiếm được cái tàu ngầm nó đi lái ha. Tính ra cũng nhàn. Gặp có mấy thằng hả hết trơn. Ok. Tụi nó tới đâu vậy? Đù má, tụi nó tới cái máy bay bị đánh này hả? Bắn dưới nước thì không bị phát hiện. Hoảng liền, anh trai này hoảng liền. Bắn đâu vậy? Hoảng liền. Kiểu gì mà chả quyến. Trời, dâm má. Ai bắn vậy? Còn cái này là à, cái phao. Ok, clear. Tụi nó chụp vớt cái máy bay lên hả? Coi có súng gì xịn không? Chưa hết mẹ đạn rồi. Đâu rồi, anh trai đâu rồi, anh trai Keegan đâu rồi, đây rồi. Bây giờ nó kêu mình sẽ hạ cái con tàu AEGX, tàu chiến lớp. Mình không biết class composite là tàu chiến lớp AEGX hả? Ok. Damn bro, cái vậy? Căng thẳng quá. Lên đi anh trai, em không dám lên trước đâu. Má thì chứ bắn dưới đây á, chỉ cần sơ suất đạn dính cái. Ok. Con tàu đang đi ngang qua. Đạn mà dính cái bình dưỡng khí một tí thôi là ăn cứt liền. Ok, mở cửa ra hả? Cái này là cái gì ạ? Đồ chích điện hả? Đồ má xịn vậy? Cái này phải đồ chích điện không? Không. Đồ chích điện là mình chích mẹ mình rồi. Chúng còn đứng ở đây đâu. U là trời. Cái gì? Hình như mới đập mìn thì phải. Má tàu bự vãi. Mình phải tìm đường khác thôi. Ôi mẹ ơi, căng thẳng quá. Sao không làm một cái tên lửa hành trình bắn thẳng vào cái tàu cho nhanh? Đi vào cái đèn xanh hả? Hay là đi vào cái này gọi là cái gì quên cha rồi. Cái chạm hải đăng, đúng rồi, quên. Lighthouse chạm hải đăng. Ok. Đù má tên lửa. Ok, mình thả ra rồi mình sẽ điều khiển. Tấn công vào cái màu đỏ đó. Ok, bú luôn. Bú liền. Trời ơi, tàu chiến như mạnh vào. Có cái nhược điểm thấp ở dưới, ngay bên dưới đích. Rồi, sao rồi? Ủa sao chết? Mình làm gì đâu chết? Ủa mình tưởng đó là đoạn cinematic. Mình tưởng đoạn một đoạn cinematic thôi.
Rồi, ok ok. À à, kéo mày lên. Trời ơi. Giờ tính ra nó có thể chạy lại tới cứu mình mà tại sao mình phải thế là làm được mẹ gì đâu. Ok. Cái lùn mé. Nguyên cái máy bay. Thôi thôi lẹ lẹ. Cái lùn má người mà nó rớt kìa. Chạy 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 chạy. Má chạy trước khi bị đè. À bơi bơi xuống dưới bơi xuống dưới. Ôi mẹ ơi. Sao mình bơi nhanh không được ta. Nó lắm cho mình bơi nhanh ta. Wow 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 wow, không giỡn không giỡn. Nó có tàu ngầm ở dưới nữa kìa. Chết mẹ, bị phát hiện rồi. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, bị phát hiện bị phát hiện rồi bị phát hiện rồi. Mua cái gì mà mua. Bắn ra bả kìa, mua cái gì. Từ từ anh trai. Easy. Ở dưới bắn nước, ở dưới đạn bắn không có lực các bạn. Bị cản lực hết trơn rồi. Chết mẹ, rác quá. Bắn rác quá, bắn rác quá. Bây giờ mua ở đâu, mua ở đâu, mua ở đâu thì nói đi. Mình đi theo nó thôi chứ biết mẹ gì đâu. Nó bắn đáy quá. Má đắng bắn không có lực luôn á. Easy. Từ từ, con đón phía sau luôn hả? Wow. Không để ý là nó tiếp cận dùng dao liền. Mày. Ok. Chưa. Clear. Chưa. Má tụi nó tới đến đâu vậy? Má mình xấy cả băng đạn mới chết được một đứa các bạn. Tức là cái súng này phải mạnh lắm mới bắn được á. Chứ không phải là súng nào cũng chơi được đâu. Tại dưới đây là áp lực nước mà. Mà có súng gì xịn xịn không cho em xin tí anh chơi. Nó quăng gì vậy? Má nó quăng thùng xuống cho nổ. Má chạy. Bây giờ phải chạy vô con tàu này để né. Mình sẽ chạy không được. Đang chạy ngon lành mà. Không biết nó không cho mình bay nhanh. Ok. Bây giờ mình an toàn rồi đó. Má áp lực quá. Tưởng tượng đang đi xong bị gách cái lỗ trên cái bình dưỡng khí. Ôi mẹ ơi, lủng cái lỗ chứ. Thế thì anh hùng gì nữa, chết là chắc rồi. U. Bình tĩnh thôi, calm down. Đồ chết rồi. Ui con mẹ nó, cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? À đúng rồi. Từ. Ủa mấy cái mập. Đừng có giỡn với nó. Bắn là nó phát hiện. Trời ơi. Có gì vả quá thì mình bắn chết nó thôi, có gì đâu. Cái lùn mía hai con luôn. Nó đi trước mình đi sau. Ok, mình sẽ ở đây mình cover thôi.
Má áp lực quá. Mẹ áp lực quá. Ok, you're up. Ok, đi 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 đi. Remember, move slow and keep slow. Đồ má có bức tượng trong này luôn nè. Đi từ thôi, không là bố, không là bố. Cái gì vậy? Má nó quăng, nó còn quăng nữa kìa, tụi hết quăng rồi chứ. Tránh sai cửa sổ ra không là ăn cức. Ok. Lặn xuống nè, nhẹ nhàng luôn. Và là má có cá mập nữa hả? Cái què vậy, cái què vậy? Cái gì vậy? Bây giờ mình phá hủy con tàu nó xong rồi đó, bây giờ mình đang chạy trốn đúng không? Mình sẽ tập hợp nhóm ở một cái điểm nhất định. Ok, tôi tới nè. Easy luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tập game này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe cũng như hãy comment ở bên dưới những điều các bạn thấy mình muốn, các bạn muốn mình thay đổi ở các video lần sau để cải thiện chất lượng hơn. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.